bớt bớt sống chút mình chạy thử cho anh em coi. Rồi cho em xuống chạy thử mình quay cho anh xem thành rõ. Bị anh chàng vũ gạ đua luôn anh em. À, dễ về độ quá đua với chàng vũ. Không giờ đua. Rồi, thử cu ta 72 cho anh em coi nha. 72 độ 1. Thằng em này nó làm biến lên YouTube bởi vì nó đeo khẩu trang anh em, không cho thêm xe mặt.